Sau tuổi 50, sướng đến già, nếu làm được 3 điều này. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Thưa quý vị sẽ có suy nghĩ như thế nào nếu như tôi nói rằng độ tuổi 50 là độ tuổi đẹp nhất của một đời người? Chắc chắn rất nhiều người sẽ phản đối. Nhưng trước đó thì hãy để tôi giải thích một chút. Tuổi 50 tuy rằng con người ta chẳng còn đẹp đẽ như ngày còn trẻ, nhưng đổi lại là dáng vẻ mặn mà trải đời. Con người ta chẳng còn sôi nổi nhiệt huyết, nhưng đổi lại Khổng Tử đã nói rằng ngũ thập nhi, tri thiên mệnh. Có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi thì sẽ có thể thông hiểu mệnh trời ban, nhìn thấu cuộc sống của chính mình. Biết thế nào mới là sung sướng, hạnh phúc. Người ta cứ hay nghĩ rằng 50 tuổi là già, là sắp gần đất xa trời rồi. Thế nhưng, thử hỏi có ai sống mà biết trước được mấy năm nữa hay là mấy mươi năm nữa là mình sẽ tạ thế hay không? Tuổi thọ thì không bao giờ phụ thuộc vào may mắn, mà phụ thuộc chủ yếu vào thói quen ăn uống và lối sống của chúng ta. Sống tích cực và lành mạnh bằng cách làm 3 điều sau đây thì quãng đời còn lại, dù có vất vả, cũng sẽ là vất vả trong hạnh phúc. Mời quý vị cùng theo dõi clip và đừng quên chia sẻ quý vị nhé. Sau 50 tuổi, muốn sung sướng thì phải làm 3 điều này. 1. Nuôi dưỡng tinh thần trẻ trung. Với những người thường xuyên theo dõi tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc, chắc chắn không lạ gì vai diễn lão Ngoan Đồng. Chỉ một người đã lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng tâm trí lại hiếu động và dẻo dai như trẻ con. Trong thực tế cũng vậy, những người lớn tuổi sống thọ thường duy trì một tư duy trẻ trung. Ở Anh, người ta từng nghiên cứu ra kết quả rằng những đối tượng cảm thấy già hơn tuổi có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể so với những người cảm thấy trẻ hơn tuổi thật của mình. Niềm tin và sức khỏe có mối quan hệ chặt chẽ, kết hợp duy trì lối sống lành mạnh, cân nặng hợp lý, tinh thần thoải mái, thái độ tích cực với quá trình lão hóa là chìa khóa để gia tăng tuổi thọ. Vậy nên, người bước qua tuổi 50 hãy nhớ rằng, một suy nghĩ lành mạnh cho phép chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực và khó khăn bất trắc trong cuộc đời, từ đó giảm bớt áp lực, căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh tuổi già. 2. Cơ thể luôn linh hoạt. Ở độ tuổi trung niên nói chung, cơ thể chúng ta không còn thuận tiện và nhẹ nhàng như trước. Hành động sẽ tương đối cứng, lại rất dễ mắc các bệnh về xương khớp. Nguyên nhân chính là do sự lão hóa của cơ thể, cộng với các điều kiện môi trường xã hội, văn hóa không thuận lợi như ô nhiễm môi trường, lao động nặng nhọc và thời tiết thay đổi thường xuyên. Từ đó, chuyển động của chân tay chúng ta trở nên kém linh hoạt. Kể cả với một vận động viên điền kinh, thời kỳ đỉnh cao của anh ta cũng có giới hạn độ tuổi nhất định, nữa là với một người bình thường. Nếu không duy trì tập thể dục thì chức năng thể chất rất dễ bị giảm sút. Nếu có thể duy trì thói quen tập thể dục sau 50 tuổi, chúng ta sẽ giữ thể chất cơ thể ở trạng thái tốt lâu dài hơn. Đối với những người có xu hướng khỏe mạnh và sống thọ, tập thể dục đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường thể lực, cải thiện khả năng miễn dịch và sức đề kháng, làm giảm khả năng xâm nhập của virus và vi khuẩn từ bên ngoài. Hiện nay, có rất nhiều các biện pháp điều trị và dự phòng có hiệu quả các bệnh xương khớp ở người lớn tuổi. Đầu tiên, đó là một chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, kết hợp với chế độ thuốc men phù hợp với đặc điểm bệnh lý của mỗi cá nhân. Ngoài ra, sự giúp đỡ động viên của gia đình và xã hội có vai trò rất quan trọng. Chính sự hoạt động trong các câu lạc bộ sức khỏe cũng góp phần củng cố thể chất và tinh thần. Vì vậy, cho dù thời gian không ngừng trôi đi, chúng ta không ngăn được các nếp nhăn dần xuất hiện thì vẫn có thể giữ vững một cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, cùng tinh thần minh mẫn, trí tuệ. Nếu nỗ lực không ngừng
thông qua thói quen tích cực tập thể dục, rèn luyện cơ thể, duy trì sự trẻ trung, nhiệt tình với cuộc sống và giữ tinh thần lạc quan, chúng ta sẽ có thêm cơ hội tiếp tục tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên gia đình. Thứ ba, não luôn hoạt động. Nghiên cứu y học cho thấy, những người già không thường xuyên động não suy nghĩ, dễ mắc các bệnh về thần kinh, tư duy và não bộ nhiều hơn bộ phận còn lại. Ví dụ như bệnh thoái hóa não, teo não, suy giảm trí nhớ. Giống như cơ thể, não bộ cần luyện tập thường xuyên ngay từ khi bạn còn trẻ hoặc mới bước vào tuổi trung niên, đặc biệt là trong giai đoạn lão hóa, nguy cơ bạn bị sa sút trí tuệ sẽ tăng gấp đôi. Cứ mỗi 5 năm tuổi thọ, do đó những người lớn tuổi, đặc biệt là từ 50 tuổi trở lên, thường kích thích não bộ bằng việc tham gia các hoạt động, trò chơi có thể giữ trí óc minh mẫn như đọc sách, chơi cờ vua, cờ tướng, chơi ghép hình hoặc ghép tranh, các trò chơi giải đố để rèn luyện trí não và khiến đầu óc họ linh hoạt hơn. Giống với việc tập luyện thể lực, bạn càng tập luyện cho não sớm thì càng tốt. Tuổi 50, con người ta dường như đã có được tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Gia đình, sự nghiệp đều ổn định. Con cái cũng đã trưởng thành. Nhưng đây lại là lúc con người ta nhận thấy rõ ràng nhất về sự tụt dốc của sức khỏe. 30 tuổi là cơ thể con người đã bắt đầu lão hóa. Vậy nên, đến 50 tuổi, nếu không chăm sóc cho sức khỏe của bản thân, thì việc sức khỏe tụt dốc là điều dễ hiểu. Ngay cả những người trẻ tuổi, nếu không chăm chỉ luyện tập và sống lành mạnh, còn phải trả giá nữa là người đến ngưỡng tuổi 50. Vậy nên, người ở tuổi ngũ tuần phải nhớ những quy tắc để sống khỏe này. 1. Quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Trước hết là phải ăn uống lành mạnh, uống đủ nước. Ngoài ra, trà cũng là thứ cần thiết cho sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, người thích uống trà sẽ sống lâu hơn với người không uống. Trà giúp tiêu viêm, giải độc, giúp ngừa viêm phổi, phế quản. Với phụ nữ, một số loại trà giúp cải thiện kinh nguyệt, giảm bệnh phụ khoa, giảm sắc tố. 70% người trung niên và người cao tuổi xuất hiện các triệu chứng đường ruột như táo bón. Lý do chính là ở tuổi này, nhu động ruột kém, men vi sinh trong cơ thể giảm. Vì thế, cần hết sức quan tâm tới sức khỏe. Hệ bài tiết, nước tiểu phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe của gan, thận. Hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa. Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt trong. Mọi dấu hiệu khác lạ có thể ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn trong cơ thể. Ngoài ra, nên tránh nhịn tiểu vì điều này khiến vi khuẩn tích trữ trong cơ thể, gây viêm nhiễm trùng, ảnh hưởng sức khỏe của bàng quang, ống thận. Ngoài ra, người trung niên và cao tuổi phải bảo vệ sức khỏe đường ruột, thường xuyên ăn uống thực phẩm chất xơ, giảm đồ chiên nướng. Thứ hai, đừng quá lo lắng. Người trung niên lớn tuổi thường có những nỗi lo về con cái. Nỗi lo ấy là thường trực, nó khiến cơ thể chúng ta mệt mỏi, con cái cũng vô tình chịu sức ép. Người xưa có câu, cháu con có phúc cháu con, chớ vì con cháu mà làm ngựa trâu. Cần phải giảm nỗi lo với con cái, cho chúng không gian riêng tư để tự lo cho mình. Đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho con. Thứ ba, đừng lạm dụng thực phẩm chức năng. Ý thức về sức khỏe của con người, đặc biệt là người trung niên cao tuổi, càng ngày càng mạnh mẽ. Thêm vào đó, sự phát triển của ngành y tế càng giúp cho chúng ta có nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm tốt cho cơ thể nhằm mục tiêu sống khỏe. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sử dụng bừa bãi các sản phẩm thuốc thực phẩm chức năng có thể làm hỏng chức năng gan, thận. Tốt nhất là duy trì một cuộc sống năng động và lành mạnh, có chế độ ăn uống, tập luyện thật hợp lý. Thứ tư, hãy chăm vận động. Cuộc sống luôn luôn là chuyển động, vì thế đừng ngồi lì một chỗ. Người ít vận động sẽ làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh tật. Việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và phù hợp độ tuổi sẽ giúp thúc đẩy lưu thông máu, giảm các bệnh khớp, huyết áp,
béo phì đường trong máu. Thứ năm, hãy quan tâm tới gia đình và người thân nhiều hơn. Nghe thì có vẻ lạ vì điều này chẳng liên quan gì đến sức khỏe của tuổi 50 cả. Thế nhưng, chính sự hòa hợp, hạnh phúc trong gia đình có một tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, thể chất của mỗi người. Vì thế, ở độ tuổi trung niên, đừng nên bỏ bê gia đình, cần duy trì tuyến giao tiếp thường xuyên với các thành viên trong nhà. Chia sẻ cảm xúc qua lại để tránh nặng gánh tâm tư. Nhờ thế, mỗi ngày bạn mới khỏe mạnh. Thứ sáu, từ bỏ các chất kích thích. Hút thuốc, uống rượu đều là những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt sau tuổi 50. Khả năng miễn dịch của cơ thể giảm, bệnh tật dễ xâm lấn. Việc hút thuốc và uống rượu càng tạo điều kiện cho bệnh tật phát tác, cần thay đổi thói quen này càng sớm càng tốt. Thứ bảy, hãy tiêu tiền vào những thứ mình thích và mình cần. Người tuổi 50 đều đã đi qua nửa đời người, nếm trải nhiều vất vả thay vì lo cho người khác, nên tốt với chính mình. Đừng ăn uống đạm bạc, đừng ham của rẻ, của ôi mà vô tình rất độc hại vào cơ thể. Cần tận hưởng cuộc sống đa sắc màu như thế, mỗi ngày đi qua càng ý nghĩa. Thứ 8, hãy chú ý đến giấc ngủ của mình nhiều hơn. Người trẻ tuổi nếu không ngủ đủ giấc, còn chẳng thể minh mẫn nữa là người đã bước qua tuổi 50. Con người nạp năng lượng trong giấc ngủ, chỉ khi ngủ, cơ thể mới thực sự ở trạng thái nghỉ ngơi. Việc ngủ vì thế được ví như quá trình sạc pin cho cơ thể. Sau tuổi 50, bạn nên tránh thức đêm. Lịch thức khuya tiêu thụ nguồn năng lượng lớn của cơ thể, làm giảm khả năng miễn dịch, làm ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch, làm tăng cơ hội bệnh tật và tốc độ lão hóa.